luyện viên đội tuyển Tây Ban Nha. Huấn luyện viên Luis Enrique phát biểu trên trang chủ của RFEF, có những vấn đề đã không cho phép tôi được làm tròn những nghĩa vụ của mình với tư cách là huấn luyện viên kể từ tháng 3 vừa rồi. Do đó, tôi đã đưa ra quyết định rời khỏi vị trí này. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến RFEF vì đã đặt niềm tin vào tôi, gửi lời cảm ơn đặc biệt tới những ai từng là cộng sự vì sự chuyên nghiệp của họ. RFEF tổ chức cuộc họp nhằm thông báo việc huấn luyện viên Enrique từ chức. RFEF cũng công bố danh tính người sẽ ngồi vào chiếc ghế nóng là huấn luyện viên Moreno. Những vấn đề khiến huấn luyện viên Enrique từ chức vẫn chưa được tiết lộ. Trong buổi họp báo chia tay huấn luyện viên Enrique, chủ tịch RFEF Luis Rubiales gửi lời cảm ơn. Ông ấy đã thông báo quyết định từ chức, và bạn phải tôn trọng điều này. Chúng tôi sẽ luôn dành sự tôn trọng cho Enrique và muốn cảm ơn ông ấy vì quãng thời gian với liên đoàn. Huấn luyện viên Luis Enrique thay thế nhiệm vụ của Fernando Hierro kể từ sau World Cup 1998, trong một năm dẫn dắt La Furia Roja. Cựu huấn luyện viên Barcelona bị chỉ trích nhiều khi Tây Ban Nha bị loại ở vòng bảng UEFA Nations League ở bảng đấu gồm Anh, Croatia. Mặc dù vậy, Tây Ban Nha lại đang chơi thành công ở vòng loại Euro 2020 khi toàn thắng cả 4 trận đầu tiên dưới thời Enrique. Huấn luyện viên tạm quyền Moreno sẽ dẫn dắt tuyển Tây Ban Nha thi đấu 3 trận tại vòng loại Euro 2020 gặp Malta, đảo Faroe và Thụy Điển, diễn ra trong tháng 9 và tháng 10 năm 2019. Anh Bình.